khi nhắc đến cái tên đặng lê nguyên vũ chắc hẳn không ai còn thấy xa lạ gì với vị danh nhân đầy nhiệt huyết gắn liền với sự thành công của thương hiệu cà phê trung nguyên là những bất thường khó có thể lý giải được quan điểm chọn bạn đời không đổi ông đặng lê nguyên vũ nhà sáng lập chủ tịch tập đoàn trung nguyên từng định nghĩa về đàn ông thành công như sau chọn đúng nghề chọn đúng vợ và chọn đúng cà phê sau này khi cuộc hôn nhân với vợ cũ tan vỡ Ông vẫn tiếp tục giữ vững quan điểm trên của mình. Ông nói, qua nói một người thành đạt là chọn đúng vợ, đúng việc, chọn đúng cà phê để tỉnh táo, chọn nhầm hai cái đầu, tan xác. Khi muốn làm gì thì người vợ, người phối ngẫu phải ở cùng tầng, còn nếu vợ là người giới hạn, cực đoan nữa thì giới hạn của người vợ sẽ là giới hạn của mình. Từ câu chuyện của bản thân, khi hai vợ chồng có cái nhìn khác nhau dẫn đến mâu thuẫn ông từng khuyên thanh niên việt nam cần phải chọn vợ chọn chồng cho đúng trước ý kiến cho rằng đằng sau thành công của người đàn ông là bóng dáng của người phụ nữ ông chủ trung nguyên thừa nhận điều này nhưng ông nói thêm đằng sau sự tan hoang của người đàn ông cũng là người phụ nữ thôi nên phải chọn nếu không chọn được thì ở giá đi qua khuyên một điều là như vậy đừng bao giờ dính dáng để sau nó xin chuyện trên thực tế nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng bạn đời có ảnh hưởng đáng kể đến mức độ thành công của ai đó. Theo một nghiên cứu được công bố của các nhà tâm lý học từ Đại học Kenneth Mellon, những người có vợ hoặc chồng hỗ trợ có nhiều khả năng thành công hơn. Tặng nhân viên sách có từ chết Trong lần trả lời phỏng vấn cách đây hơn 4 năm, trợ lý của ông Đặng Liên Nguyên Vũ, phó giáo sư, tiến sĩ Trần Hữu Đức đã kể lại một câu chuyện về người sáng lập Trung Nguyên. Nếu theo dõi câu chuyện của Trung Nguyên thì từ thổ lập nghiệp năm 1996, Đặng Lê Nguyên Vũ đã thể hiện rất rõ tinh thần khác biệt hay là không làm. Đã không làm thì thôi, đã làm thì phải khác biệt mới làm. Cách đây đã lâu, vào dịp Tết, Chủ tịch gửi tặng cho anh em cấp lãnh đạo chúng tôi cuốn sách, khác biệt hay là chết. Dịp Tết nha, ông Hữu Đức nhấn mạnh. Thông thường người ta sẽ ghi những từ thiếu may mắn như chết vào dịp Tết, nhưng Đặng Lê Nguyên Vũ thì không, ông là ngoại lệ khác biệt hay là chết được đánh giá là buộc trong những cuốn sách marketing hay nhất của mọi thời đại. chính qua quyển sách này, khác biệt hóa đã trở thành một khái niệm thường được nhắc đến trong thế giới kinh doanh ngày nay. rất nhiều nhà marketing biến cuốn khác biệt hay là chết trở thành kim chỉ nam hành động. trong đế chế của sự lựa chọn và chọn lọc ngày nay, nó không phải là buộc của Coca-Cola hay một Nike nào đó thì quả là khó để có thể giành lấy được một chỗ đứng vững vàng trong tâm trí của người tiêu dùng và cho dù đã là một thương hiệu hàng đầu thì cũng không phải là dễ dàng để có thể bảo vệ được vị thế đó mãi mãi. Trong suốt quá trình lập nghiệp, Đặng Lê Nguyên Vũ nhắc rất nhiều lần đến sự khác biệt của Trung Nguyên. Ông từng nói, Trung Nguyên phải là tập đoàn số 1 thống ngự toàn diện, trên toàn cầu phải có sách lược và đặc biệt, khác với tất cả những tập đoàn khác. Muốn vậy, phải quan sát hết trong ngành, giữ hệ sinh thái cà phê vật lý và cà phê tinh thần, từ đó đưa ra những sách lược người sách lập Trung Nguyên thừa nhận, tập đoàn đã có hệ sinh thái khác biệt, mô hình kinh doanh khác biệt và ông nhấn mạnh, những người anh em Trung Nguyên phải làm để đưa tập đoàn đạt được sự khác biệt, đặc biệt và duy nhất so với các tập đoàn cà phê khác. Muốn ra toàn cầu thì phải có sách lược, muốn có sách lược thì phải quan sát được trong toàn ngành, có thứ khác biệt là gì, có gì đặc biệt so với các tập đoàn đa quốc gia và tìm ra điểm duy nhất. Tìm được điểm này theo ông chủ Trung Nguyên là rất khó. Ông Vũ cho rằng việc bán cà phê hòa tan, khai thác thị trường Trung Quốc, Đông Âu của Trung Nguyên trước nay là được rồi. Nhưng đó không phải là sự khác biệt. Sự khác biệt phải từ mô hình dịch vụ đến cấu trúc sản phẩm so với những thương hiệu như Starbucks, Nestle, Coffee Bean mới đi xa được. Truyền thông bằng sách Quay lại câu chuyện tặng sách Tháng 6 năm 2018, Ông chủ Trung Nguyên khi ấy đã tuyên bố sẽ trao tặng 200 triệu cuốn sách với tổng nguồn lực chi phí là 5 tỷ đô, tương đương với hơn 110 tỷ đồng kéo dài trong 5 năm. Trên thực tế thì sau đó không có con số thống kê nào cho thấy con số 5 tỷ đô đã công bố thực tế đến đâu, nhưng hoạt động tặng sách đã được gắn với hình ảnh của Trung Nguyên trong rất nhiều năm. Nếu để so sánh về mặt truyền thông, chương trình tặng sách của cà phê Trung Nguyên cũng như những chương trình truyền thông khác của nhiều doanh nghiệp. Đây là những hoạt động truyền thông nhắm tới mục đích vừa mang lại lợi ích cụ thể thiết thực cho cộng đồng, vừa quảng bá thương hiệu, thúc đẩy phát triển xã hội. Hầu hết đối tượng hướng tới của những chương trình truyền thông này là những người dân có hoàn cảnh khó khăn. Với sự giúp đỡ từ chương trình này, họ có cơ hội thay đổi được cuộc sống cũng như là hỗ trợ được phần nào trước hoàn cảnh sống khó khăn hiện tại. Đặc liệu nguyên vụ lại khác đối tượng mong nhắm đến là thanh niên việt nam bởi lẽ ông tin rằng tương lai việt nam sẽ phụ thuộc vào thế hệ trẻ và sách chính là một công cụ để xây đắp những phẩm chất cũng như là khơi mở những giấc mơ lớn chúng tôi đã làm được các bạn cũng sẽ làm được người khác làm được thì ta làm được nước khác làm được thì việt nam làm được và làm tốt hơn chủ tịch đặng liên nguyên vũ nói với quan điểm đầu tư khôn ngoan nhất là đầu tư vào sách ông đặng liên nguyên vũ từng lấy ví dụ nếu một năm thu nhập trung bình của người Việt Nam vào khoảng 2.600 đô la, thì nên bỏ ra 600 đô la để đầu tư một cái thư viện, còn 2.000 đô la để làm việc khác.